Xin được kính chào toàn thể các quý vị khán thính giả. Các anh chị em đã quay trở lại với cả ô tô Huy Hoàng. Rồi vâng, hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu anh chị em một mẫu SUV đang cực kỳ hot trên thị trường, cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng anh chị em nhé. Đó là chiếc SUV Toyota Fortuner. Và phiên bản mà em Hoàng đang giới thiệu ở đây đó là máy dầu số tự động một cầu, sản xuất năm 2019 và là bản lắp ráp trong nước anh chị em nhé. À vâng, thì chiếc xe này thì là có màu hơi màu nâu cánh gián anh chị em ạ. Đấy, mặt ca lăng đã được lên ốp chrome nhựa cứng anh chị em nhé. Rồi ạ, đây là phần đèn viền, phần viền đèn và đèn pha cốt ở đây anh chị em ạ. Tất cả mọi thứ đều nguyên bản hết. Đấy, ở dưới này thì chúng ta có phần viền đèn dành cho đèn sương mù, và đèn sương mù ở đây chúng ta là đèn halogen anh chị em nhé. Ok anh chị em, và đây là phần thân xe nhé. Đấy, vẫn giữ nguyên thiết kế đời 2017, đó là phần la răng đúc nhôm nguyên khối đây. Đấy, anh chị em có thể thấy là phần lốp đây anh chị em nhé, dày cộp này. Đấy, đó, và ta lông lốp còn rất là nhiều. Đấy, xe thì vừa mới cập bến showroom, em Hoàng quay mộc cho anh chị em đó. Thì xe thì chúng ta chưa thể nào tránh được những vết xước sát anh chị em nhé, xe còn khá khá bẩn anh chị em ạ. Đấy, ok, mời anh chị em chúng ta sẽ lên với cả nội thất xe nhé. Đấy, nội thất xe đây anh chị em này, nội thất xe đã lên ghế da. Đấy, rồi ạ, ghế chỉnh điện anh chị em nhé. Đấy, ghế chỉnh điện, ghế chỉnh điện, nhưng mà hơi tiếc một chút đó là xe thì vẫn còn giữ là hệ thống điều hòa chỉnh cơ đó anh chị em ạ. Đấy, và rất là thích đó là anh chủ sở hữu cũ đã lên một bộ màn hình Android OLED anh chị em nhé. Đó, rồi ạ, vô lăng bọc da có ốp gỗ anh chị em nhé, lấy chuyển số thể thao, có trang bị voice control và đàm thoại rảnh tay, các hệ thống đèn pha cốt và gạt mưa thì chưa được trang bị tự động anh chị em nhé. Ở đây thì chúng ta có hệ thống hỗ trợ lùi chuồng. Ok anh chị em, chúng ta sẽ xuống với cả khoang hành khách nào. Đó, khoang hành khách anh chị em nhé. Đấy, vẫn như thiết kế các năm về trước thôi. Đó là cửa gió điều hòa thì chúng ta ở trên chân. Đấy, ở dưới này thì chúng ta có thêm một cái cổng sạc nữa, 12V 120W đây anh chị em nhé. Đó, ok. Và mời anh chị em chúng ta sẽ đi về phần đuôi xe, cũng là phần cuối. Đấy, phần cuối xe thì chúng ta có cánh lướt gió này, anten hình vây cá mập anh chị em nhé. Và cửa mở cốp thì chúng ta vẫn phải cửa bằng cơ anh chị em ạ. Đấy, anh chị em có thể thấy là xe chưa đi dọn rửa về, và anh và em Hoàng đã quay cho anh chị để em biết là đó, hoàn toàn là mộc mạc luôn anh chị em ạ. Ok, đó là toàn bộ những gì mà em Hoàng muốn nói về chiếc Fortuner mới cập bến bên showroom em Hoàng. Giá của chiếc xe này thì showroom em Hoàng đang mong muốn với mức giá là hơn 1 tỷ một chút thôi anh chị em nhé. Và để có được mức giá ưu đãi, anh chị em hãy gọi số hotline của em Hoàng nhé, điện thoại 0983322508 ạ, luôn luôn phục vụ anh chị em 24/24 luôn. Và để trải nghiệm dòng xe này, anh chị em hãy đến với cả showroom Vương Quốc Gầm Cao nhé, địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn tại thủ đô Hà Nội ạ. À, vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và ngập từ đường may mắn. Em Hoàng xin kính chào và gặp các chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.